Bắt đầu từ năm học 2023-2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo chính thức triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới cho lớp 11. Tương tự như lớp 10, chương trình lớp 11 mới sẽ bao gồm 8 môn học và hoạt động giáo dục bắt buộc bao gồm ngữ văn, toán, ngoại ngữ 1, lịch sử, giáo dục thể chất, giáo dục quốc phòng và an ninh, hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp, nội dung giáo dục của địa phương. 2 môn học tự chọn bao gồm tiếng dân tộc thiểu số, ngoại ngữ 2. 5 môn học lựa chọn từ 3 nhóm môn, mỗi nhóm chọn ít nhất 1 môn. Nhóm môn khoa học xã hội bao gồm lịch sử, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật. Nhóm môn khoa học tự nhiên bao gồm vật lý, hóa học và sinh học. Nhóm môn công nghệ và nghệ thuật bao gồm công nghệ, tin học và nghệ thuật. Tuy nhiên, kiến thức lớp 11 rộng và khó, nặng gấp 3 đến 4 lần chương trình lớp 10, đòi hỏi 2K7 phải tập trung bắt kịp để tạo tiền đề tốt cho năm học lớp 12. Do đó, việc đầu tư nhiều thời gian tìm hiểu, tổng quan về chương trình và các môn học, có kế hoạch học tập phù hợp ngay từ đầu năm học là vô cùng cần thiết. Bên cạnh đó, chương trình mới năm nay cho phép học sinh có thể thay đổi tổ hợp môn học đã chọn ở lớp 10. Với những bạn lựa chọn phương án thay đổi tổ hợp môn có thể sẽ cần thời gian để thích nghi do các em ít nhiều đã mất một lượng kiến thức nhất định ở năm học trước. Đứng trước những thay đổi đó, rất nhiều phụ huynh và học sinh hoang mang, chưa biết nên bắt đầu từ đâu, học như thế nào cho năm học mới này. Tuy nhiên, quý vị phụ huynh và các em 2K7 hoàn toàn có thể yên tâm và lựa chọn hệ thống giáo dục tuyển sinh 247 vì tại tuyển sinh 247 đã có khóa bứt phá 11. Bứt phá 11, học sớm bứt tốc, cán mốc 9-10 lớp 11 dành riêng cho 2K7. 100% kiến thức được cập nhật mới hoàn toàn theo chương trình Trung học phổ thông mới, theo cả 3 đầu sách, kết nối tri thức với cuộc sống, cánh diều, chân trời sáng tạo. Kiến thức từ cơ bản đến nâng cao phù hợp với mọi học lực. Học 2 giờ mỗi ngày với lộ trình được thiết kế bài bản, chi tiết giúp 2K7 chinh phục điểm 9-10 lớp 11. Học kết hợp với hệ sinh thái toàn diện, hơn 500 video bài giảng, hơn 400 đề kiểm tra chuẩn cấu trúc bám sát chương trình trên lớp, hơn 100 buổi livestream tương tác trực tiếp cùng giáo viên hot, phong cách giảng dạy trẻ trung, lôi cuốn giúp 2K7 bứt phá học lực chỉ sau 3 tháng. Thầy Nguyễn Công Chính, thầy Phạm Thanh Tùng, thầy Phạm Quốc Toản, cô Dương Phạm Phương Diễm giúp 2K7 giảm 80% gánh nặng học tập trên lớp, tạo đà tốt cho năm học cuối cấp. Bứt phá 11, học sớm bứt tốc, cán mốc 9-10 lớp 11.